Và đây là cuộc show của anh Trần Văn Sơn xăm cho một cô hooker ở Bến Tre. Đấy. Quá đẹp và quá tuyệt vời nha bà con. Ở đây em hooker chân dài tới nách, lông nách dài tới chân luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thấy không? Mọi người có thấy không? Chào 125 bạn đang xem. Chào tất cả mọi người. Ủng hộ cho em gái đi nha mấy bạn. Rất chi là đẹp trai, anh Sơn đẹp trai xăm vô cô hooker. Mọi người thấy sao? Mọi người thấy như thế nào? Tươi không bà con? Quay cận cảnh sát mịn bao đẹp luôn nha. Đấy. Đây là em gái chân dài tới nách. Lông nách thì không có cộng nào. Yeah. Thấy không bà con? Bà con thấy đâu? Lại chị ấy, đúng rồi. Lại chị ấy. Chị ấy bảo là không đau, rất đẹp. Đang xăm sale nha mấy bạn, đang trong tiệm đang sale nha. Mấy bạn cứ mạnh mẽ lên. Hello, chào 100 bạn đang xem. Hello mọi người, chào idol, idol chào idol luôn. Mà đồ qua đồ lại không đau luôn. Đấy mấy bạn thấy không? Trời ơi, lỡ hình xăm. Hình xăm đẹp quá bà con ơi, mà xấu quắc luôn. Hello mọi người. Đấy, hình xăm đẹp không bằng anh đẹp trai nha. Đấy, thấy không? Đấy. Đấy. Chào bà con. Chào bà con có chào tôi cái coi. Chào 45 bạn đang xem nha. Trời ơi, hôm nay ai mà xăm đẹp quá vậy trời ơi. Ui, cô bé dễ thương quá trời quá đất ha. Thấy không mọi người? Bông rất chi là đẹp luôn. Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Trong tiệm đang sale nha, đang sale nha. Hình này có chi phí có 25.000 một hình nha. Đấy, 25.000 một hình đó nha bà con. Đấy. Im, nằm im coi. Đập mềm phát bây giờ. Tao nói nằm im mà không nghe. Đấy. Cô này, cô bé này rất là xinh gái. Yeah. 14 tuổi. À, đây là anh Sơn đẹp trai. Đấy. Một bông hồng này, một cái hình này 25.000. 25.000 là có một hình xăm nha mấy bạn. À, nghệ sĩ tài ba Trần Văn Sơn. Đấy. Đấy. Cái hình xăm này là anh Sơn xăm có 25.000 một hình. Đấy, đang sale mạnh luôn mấy bạn. Mấy bạn chia sẻ mạnh lên để được sale nha mấy bạn. 25.000 một hình. Chào sư phụ, chào sư phụ. Bình bông rẻ thôi à. Một cái bông 25.000, đẹp. Cảm ơn Hoa Biến Ngạn nha. Chơi cả đời luôn. Một cái hoa là cả đời luôn, chơi cả đời luôn. Hoa này Tết là không phải sắm nha. Chia sẻ ủng hộ Sơn nha mấy bạn. 10k một hình được không? Được luôn. Linh ơi. Đúng rồi. Qua cầu vượt. Chào 53 bạn ba. 153 bạn đang xem luôn. Em ơi, kéo khóa cái lên gà chưa, kéo khóa kìa. Ê, quê chưa? Chào mọi người nha. Chào bà con nha. Bà con với tôi đâu rồi? Bà con với Sơn đâu rồi? Chào 100 người đang xem. Chào 100 người đang xem. Chia sẻ mạnh luôn nha. Đây anh Trần Văn Sơn nha. Đấy anh Trần Văn Sơn, nick Trần Văn Sơn nha. Đấy mấy bạn cứ thấy Sơn xăm đẹp không? Đấy. Một nhân tố mới ở tiệm nha. Mà nhân này là nhân bánh bao. Có hai trứng cút. Mấy bạn chào mấy bạn nha, ngủ đi. Cô đen chào cô đen nha, rảnh chơi quá cô đen ơi. Đó, ok, mày mà không phải lấy chim có mong mày nữa thì nói bao ngầu luôn á. Chút nó like luôn. Tí, hey, tí mày nằm ở quay sang một cái rồi ha. Bố mày nằm đi, tao rồi. Không, bố nằm chứ nói đi, tao quay cái rồi ra thôi. Cho họ tầm thuộc cái coi, đi. Mua một cái con ra liền chứ làm gì vậy? Đi vô đi. Rồi, ok. Chuẩn bị coi hốt nằm hút này nha mấy bạn.
Rồi bao giờ vô coi hú đi xong là ok. Nằm đến giường đi. Nằm đến giường luôn. Rồi 6 các bạn đang xem nha, chuẩn bị lột quần nha mấy bạn. Rồi mấy bạn nhìn cái mặt của công nè. Đây.